Đây là khu công nghiệp Formosa, khu công nghiệp khổng lồ đang gây những nghi ngại về môi trường. Phóng viên VTC14 đã tìm gặp những lãnh đạo ở đây để tìm hiểu rõ hơn cái tác động của khu công nghiệp này đối với biển miền Trung. Ngư dân địa phương thì cũng có một thắc mắc gửi các anh, đấy là tại sao mà trước khi các anh xây dựng cái hệ thống xử lý xả thải thì họ là những người lặn biển mà, thì họ khi họ lặn thì họ lặn bắt được rất nhiều những cái loài sinh vật tôm cá, thế nhưng mà hiện tại khi mà họ lặn xuống thì ở xung quanh khu vực canh xả thải không hề có sinh vật nào sống. Nhiều khi ấy, được cái nào thì phải mất cái kia. Anh nói ra thật lòng, tôi không thể nào xây được một cái nhà máy thép ở đây mà xung quanh anh hắn còn nhiều cá nhiều tôm. Em có đồng ý hay không? Đương nhiên ấy, mình cố gắng trên mọi phương pháp làm theo quy định hiện hành, đạt được tiêu chuẩn quy định của nhà nước, cố gắng. Nhưng mình có khi phải lấy cái gì để mà đổi cái dự án này. Anh nói thật lòng là thế. Tại sao em không hỏi anh hồi xưa chỗ này một năm trồng được một vụ lúa, bây giờ không trồng được một vụ nào nữa, đúng không? Đặt xây thành nhà máy rồi mà không trồng lúa gì nữa. Em có đồng ý hay không? Nhiều khi ấy, mình không được cả hai, mình phải lựa chọn. Tôi muốn bắt cá bắt tôm, hay là tôi muốn xây một cái ngành thép hiện tại.